buồng lái đó cũng buồng dầu, công ty mình lái rất là khó khăn, không chỉ thay rất là khó khăn đó, sẽ là công tác thay sẽ gọi là hai người đúng rồi. Đấy. Đau cuộc sống thôi là dây ngắn dài dài chứ tới kia trong mặt hôm qua rồi hoa sinh rồi cứ cái dây mà tới đây sinh ngủ dành cho gì thì nó chưa có nói trong phòng sức mạnh sinh rồi sau khi cuốn có thể là trên lúc tôi cuốn cái cuộn giò nó lỏng cuộn này đó thì chúng ta cứ đẩy bình thường để lỏng ta sửa chúng ta đẩy cho nó ngay hết đúng không ngay ta siết chặt rồi nó tùy đầu mỏi chúng ta siết chặt rồi. Và khi chúng ta cuốn như thế này, chúng ta để trong tủ. Khi có sự cố cháy nổ, mấy anh lực lượng cơ sở nhớ nè. Chúng ta khi có sự cố, chúng ta xách vòi nè. Ta xách vòi nè. Đó, tay thuận chúng ta xách vòi. Tay không thuận, chúng ta đặt ở dưới. Ở dưới, chúng ta xoay cuộn vòi. Nhớ nha, chúng ta xoay cuộn vòi nè. Ngón cái và ngón kế chúng ta sẽ cầm khoảng tầm 1/3 con dòi, 1/3 con dòi phía dưới. Nhiệm vụ của tay không thuận này chúng ta sẽ lái là định hướng cho con dòi, tại vì trường hợp này là sân trống, có nhiều trường hợp hành lang hoặc phòng như thế nào đó nó khó khăn, chúng ta phải là định hướng đường dòi đi thẳng, đi sang trái sang phải, định hướng. Và tay thuận nè chúng ta tách hai lá dòi, chỉ cầm hai lá dòi thôi. Đó, ta đặt. Chân không thuận, ta đặt phía trước. Chân thuận, đặt phía sau. Hai vị chân trước. Ta cơm sát người, mắt nhìn thẳng, hướng chúng ta định rải. Hướng ta định rải muốn rải. Chúng ta điều chỉnh hướng. Ta đưa nè. Và vuốt mạnh tay sau. Và chúng ta sẽ thẳng được đường dòi. Ta nhớ. Người ta giờ vuốt mạnh tay sau. Và khi lắp dòi thì một đầu chúng ta sẽ lắp vào tủ dòi và đầu lại ta lắp vào lăng. Hai cái đầu này nó giống nhau hết luôn. Dạ giống nhau hết. Và cái đầu này cũng giống luôn. Khi chúng ta lắp vào lăng là chúng ta lưu ý nè, ngón tay cái và ngón tay kế chúng ta phải đẩy cho sát. Trường hợp mà chúng ta cầm như thế này chúng ta lắp thì nó không sát, nó bị chinh. Vì trên thế này chúng ta lắp không được, phải đẩy cho sát. Nhớ trường hợp ta đẩy sát mình lắp đó. Nó có hai khe ta đặt vào hai khe ta lắp đó. Khi đứng cầm lăng tại trường hợp hay nói là tại sao nước lên nặng chúng ta cầm không nổi, do chúng ta không đúng tư thế, do chúng ta đứng như thế này
đầy nước, áp sức mạnh lên nó giật giật. Và cái đường dòi sao, nếu cố gắng sửa được đường dòi, nếu trường hợp mà trống như này sửa đường dòi, chúng ta phải đẩy đường dòi thẳng ra, thẳng ra. Nói chúng ta đứng nhưng mà sửa như thế nào mà đường dòi chúng ta thẳng ít nhất là 2 mét, nó cho đường dòi sau chúng ta thẳng ra thì nước đi một đường thẳng nó sẽ nhẹ hơn. Còn chúng ta đứng như thế này nó gấp khúc thì nước nó tới đây nó sẽ tống vô để nó quẹo, thì nó sẽ mạnh cái áp lực của dòi nó sẽ không bung như thế này. Chúng ta đứng cũng tương tự như đứng tướng rải dòi, động tác rải dòi chân trước hai quỷ và chân sau ta đứng như thế này, tay cầm lăng, tay cầm đầu nói và đặt ở hông, ở hông. Đây là một cái giống như tư thế đứng thắng của trong võ, là khi mà tới khi mà giật lui chúng ta cũng không bị dao động được, chúng ta có thể đứng được thời gian lâu đó. Nước lên mạnh chúng ta có thể kẹp được hai người hai bên, nếu nói dòi a như thế này hai người hai bên chúng ta kẹp, chúng ta kẹp hai bên áp sát vào họng với nhau chúng ta đứng lâu được. Tại vì nhiều khi công tác bên trái rất là lâu mà chúng ta đứng được nhưng mà không có đứng lâu được, không bền được. Nếu như chúng ta mỏi, trường hợp chúng ta mỏi trong thời gian bị trái lâu thì chúng ta có thể bị quỵ cầm lăng, hay là chúng ta đứng cầm lăng, ta quỵ cầm lăng đó, tư thế như này. Còn có thể trường hợp mà mệt nữa chúng ta nằm, đó là do là bên em nhiều hơn, bên anh là thường đứng thôi. Nằm dưới trời. Mày có người anh thực hành 4 đi, mình thấy 1 hay là 4 mét. Hai người tập 4. Rồi có sai chỗ nào thì em hướng dẫn thêm cho. Vậy. Em để học sinh ghi hết, em không ghi. Em không bao giờ em ghi chữ đẹp trên bảng. Em chỉ viết trong sổ sách thôi mà viết trên bảng em không viết được đẹp. Ở đây cô ơi, qua một buổi vừa lý thuyết vừa thực hành thì có thầy cô nào chưa nắm về một số cái quy tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy hay không?
Nếu vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi tập huấn hôm nay. Xin cảm ơn thầy cô. Một lần nữa xin cảm ơn.